trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Con cảm ơn bà. Đã gửi tiền cho. Con. Con. Để bố con. Để bố con. Đưa đi mua quần áo ấm. Đi mua quần áo ấm. Con cảm ơn. Con cảm ơn. Con chúc bà. Con chúc bà. Thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cô bác đang theo dõi cái thước phim này, nhìn cháu Lực đang mặc những cái bộ quần áo mưa. Thì cô nó biết thời tiết ở trên vùng cao này hiện tại là mấy anh em thợ vẫn chưa có thể đi vào làm được cô bác này. Cô bác có thể nhìn thấy ở sương mù sau cháu Lực rất là dày đặc này cô bác này. Đấy, ngôi nhà của ba ông cháu hiện tại là chưa có gì thay đổi, cho nên là cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa. Và hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái khoản, đó là có một cô ở bên Mỹ, cô bé muốn gửi tặng cho gia đình của người chú, cho nên là cháu Lực cũng tiện thể đi tới nhà ba ông cháu và thăm đi vào nhà xem là ông với lại Hải Sử đang làm gì, và tiện thể là cũng lấy thuốc vào luôn. Thuốc này thì được bác Tuất, bác ở dưới thành phố Hồ Chí Minh, là bạn của bác Trần Thị Tiên, có nhìn thấy em bé Mẩy là bị ngứa cô bác, cho nên là gửi thuốc cho cháu Lực để cho em bé Mẩy được trị cho hết cái dứt điểm cái ngứa của em bé Mẩy cô bác. Bây giờ thì đi xuống nhà ba ông cháu trước xem là ba ông cháu đang làm cái gì cô bác. Thực tiết ra thời gian này thì có vẻ nói có thể nói là khá là lạnh như cô bác ạ. Mưa thì cũng không có mưa to đâu cô bác, mưa phùn, cũng mưa từ sáng đến chiều này. Mưa thì sáng đến tối luôn. Chú đi, chú ra đây nè. Chú ra đây. Chú chết tay tay má thì chú tay áo tự tay lộ. Ồ, thế tiêm tay má. Chú chết tay tay má. Hôm nay là thôn của em Sử cô bác, hình như là tổng kết cuối năm hay là làm cái gì đấy. Ông thì sáng nay cũng đi vào đấy. Em Sử thì bây giờ hiện tại là vẫn còn đang ở bên kia. Đây đây, chú Tướng ạ. Hai tóc quý ông Man hả? Hai mùi Man ạ. Ôi tóc này. Hải vẫn đi học và vẫn chưa có về. Tóc thì mày dân ngứa nổ. Thì mày á. Thì mày dân ảo nữa. Ý ảo ạ. Cái này mà bữa nay mà. Ồ. Chứ ồ ồ chứ. Ồ. Tại anh tỉnh tay lên đây mà bữa nay mà có cùng bữa. Ồ. Xí đồ nổ dê nổ, đúng không nè? Ừ, xí đồ nổ. Ông bảo cháu Lực rằng là thời gian này thì khá lạnh quá. Ông thì vừa mới đi ăn cố về. Chắc là cũng mệt rồi. Ông dê bên nêu đấy nghe. Hả? Bên nêu rồi nghe. Ừ. Ăn bên lăng áo đúng không? Ừ. Để mà xử với em Hải thì hai anh em thì không quay ở nhà cả các bác ạ. Em mà Hải thì đi học chưa có về, còn em Sử thì vừa rồi cháu Lực cũng đã nói rồi rằng là đi ra bên điểm trường kia để em ấy hình như là tổ chức văn nghệ gì đấy ở bên kia. Cái đàn gà của bà Vương Kim Thanh, đàn gà của bà An Phạm mua cho ba ông cháu thì hiện tại là rất là khỏe mạnh này các bác này. Đi ra ruộng bên kia chắc là tìm những thóc hay là tìm những con cháu để ăn thôi. Nhà chú của lúc
bên cái chỗ cái nhà của Sử này đến mùa đông là gọi là lạnh nhất luôn rồi các bác. Đó là thuộc dạng là trên cao nhất. Tôi chưa sắp vào đến rừng già ấy, cho nên là cái khí hậu nó rất là lạnh. Vừa rồi thì ông cũng theo cháu Lực đi vào nhà của chú luôn. Bây giờ là gì? Bây giờ là? Ôi, Lục bây giờ đá lên, nó mới thường chú trên này. Tóc phứa? Ừ. Tóc phứa nhưng mà? Ừ. Ồ, xí rồi rồi này à, đâu? Xí này ạ. À, chị tăng tin mời đó lên. Hả? Chị bị tăng tin mời đó lên. Tạ chính này anh. Tạ chính này đi. Tạ chính này. Ồ. Nhà chú của Sử thì cũng chuẩn bị là làm một cái ngôi nhà mới các bác. Thì cái ngôi nhà này thì có vẻ như là đông người quá cho nên là ở không có được. Chú biết nói tiếng Kinh không? Chú biết tiếng được. Biết nói một chút thôi á. À. Đây máy ơi, ăn kẹo này. Máy kẹo đây máy ơi. Mấy cái này cũng chạy trên máy. Chú mày rồi. Chạy trên máy. Đây một tí đây cho anh nhá. Máy ra đây, máy ra đây, chú kẹo này. Xin đi, em xin. Rồi, em xin. Không có dép à? Không đi dép à? Không đi có hai á? Bây giờ mới chạy đâu to đi lấy này cô bác này. Dép đâu rồi? Hả? Dép đâu rồi? Dép đâu rồi? Đây, cho này. Hai tay xin. Rồi, đúng không? Biết xin nữa cô bác ạ. Dép đi đâu rồi? Đi dép vào chứ? Đi dép vào không rồi. Không. Ôi, hai đứa này không đi học à chú? Hả? Không đi học à? Hôm nay không đi học đâu. Hôm nay là không đi học à? Hôm nay đi văn nghỉ đây không đi học. Hôm nay đi văn nghỉ à? Đây bảy ơi, một tí nữa cho em này. Đấy, một tí cho em đấy chú nhá. Bảy ra đây chú xem nào. Khỏi tay khỏi hết chưa? Bỏ một kẹo đấy nào, tay khỏi chưa? Tay cực kỳ nè. Vẫn còn bị một tí nữa bác này, trước là bị ông đốt đấy. Mang cái thuốc này bôi chú nhá. Thuốc này, bôi cho bảy đây. Thuốc này là có một bác là xem được thức phim ấy, thành ra là thấy mảy là bị như này ấy. Để bôi cho cả hai đứa luôn, đứa nào bị ngứa là lấy cái này bôi cho nhá. Đây là cái thuốc này bôi này này. Thuốc này hôm nọ thì Sử bị ấy cô bác. Thành ra là bác cũng gửi cho Sử luôn này. Có bôi luôn chưa hả? Chân có bị không? Chân đây có bị không? Cũng bị thế này nhờ? Cũng bị hết đấy nhờ? Cái này thì chú tắm rửa, tắm xong rồi bôi nhá. Tạc tạo hay là lên bôi ó? Cái thuốc này là cái thuốc bôi đấy nhá. Nhưng mà để cao cao lên tí nhá, đừng để nó uống nhá. Đừng để bảy uống nhá. Bảy nhá, đừng uống nhá, cái này ấy. Không được uống nhá. Rồi. Còn hai cái chai này là dùng để tắm nhá, để pha nước tắm ấy. Pha nước tắm ấy xong thì mới bôi cái này nhá. Pha nước tắm xong mới bôi cái này. Còn đây thì cũng có một lọ thuốc đó các bác. Thuốc này thì lúc mà bác đưa cháu Lực thì bác cũng đã hướng dẫn cháu Lực hết rồi. Thêm một tí nữa thì cháu Lực sẽ hướng dẫn chú cho chú là để cho bảy với lại uống. Này chị hơi chín bát rồi nè. Khâu dạo. Nếu như ta tao rồi nè. Cái ta leo pha nó là tao. Đây. Ta hơi bảy không? Xem nào bảy. Đây chú xem nào. Đây nào. Cái gì rơi đấy hả? Đây cái gì đây? Tân nạn à? Hả? Này bảy chào các ông, chào ông bà đi. Con chào các ông bà. Con chào các ông bà. Rồi, đấy bảy thì có vẻ là một cô bé rất là ngoan đấy cô bác. Cái này là cái gì đây bảy? Hả? Đó đây chú xem nào, ngồi đây nào, ngồi đây nào, kẹo rơi hết rồi, ngồi đây nào. Đứng lên, tay nhảy lên. Ngồi đây nào. Em thì đi đâu hết rồi? Lục lao chạy em đó này. Từ cái tàu xí đi xa. Tóc thì đi xa. Bố lục chạy em tóc mới dám à?
Ờ, đang ngủ à? Ở nhà chú thì một gia đình mà phải nói là cũng khá là khó khăn đúng không á? Ngôi nhà này thì được bên nhà nước người ta cho. Chú bây giờ là chắc là chú cũng có một chút kinh tế rồi, chú muốn làm lại thêm một cái ngôi nhà mới nữa. Bảy cảm ơn bà nhé. Con cảm ơn. Bà. Bà. Con chúc bà. Con chúc bà. Thật nhiều sức khỏe. Sức khỏe. Rồi. Không có áo rét à? Không có đâu. Không có á? Rồi. Thế thảo nào thì chắc như thế này thì lạnh lắm luôn nhờ. Nào, nói cảm ơn bà là con cảm ơn bà. Thắm à. Thắm à. Con cảm ơn bà. Thắm đấy nhìn không? Con cảm ơn bà. Thắm mất thằng à. Chứ là nó thằng không? Nhờ. Bạn nhỏ này thì hầu như là chưa biết nói tiếng Kinh mấy đâu các bác. Bé Mảy thì biết nói tiếng Kinh là nhiều hơn. Chỉ biết nói là tiếng Mông là nhiều thôi. Có lạnh không à bảy? Không lạnh á? Mặc thế này không lạnh à? Có áo khoác không? Có áo ấm không? Có áo ấm không? Hả? Mi thử tung nếu mi à? Từ tiếng từ tung nữa ra hát lên. Có áo ấm không? À bảy. Có áo ấm không? Áo lên này, áo lên này. Áo lên này. Có không? Có không? Thì có vẻ là có những từ áo ấm thì chắc là bé chưa có biết cho lắm ấy cô bác. Cho nên là không có thể, em ấy bé Mảy không biết trả lời theo cái cách nào cả. Hôm nay thì cháu được lên thì cháu được cũng có mang hai cái phần quà tới cho chú và các cháu luôn. Là phần quà thứ nhất thì là bác Tuất, bác ở Hà Nội. Bác là bạn của bác Trần Thị Tuyên, có theo dõi được những cái thước phim mà cháu được chia sẻ lên. Thấy bé Mảy là bị như những cái vết ong đốt này có bác này, bị ghẻ nữa. Thành ra là bác ấy có mua thuốc và gửi từ dưới kia lên cho cháu Lực, để cháu Lực lên chỉ dạy chú là bôi cho bé Mảy với lại mấy đứa ở trong nhà nữa. Đấy, các em thì ở trên vùng cao thì có vẻ rất là ngoan cô bác. Một cái thời tiết, không khí thời tiết nơi này khá là lạnh nhưng cô bác, cho nên khá là lạnh. Các em mới chỉ có mặc thêm hai lớp áo thôi, cũng không có cái áo khoác nào. Gia đình của chú thì cũng hơi là khó khăn đấy cô bác. Các bác tăng dân mở rồi phải à? Bây giờ nhà chú làm nhà mới ấy. Hả? Sắp làm nhà mới chưa? Ừ. Đây là bùn đây ta. Nước mở đây á? Ừ, không ở đây. Ồ. Tu chiên nào ra nhờ? Cơ bụt tu à. Nước bụt tu á? Ừ, cơ bụt tu đi. Thả. Đi tiếng ủi đi. Ồ. Đi ở đây. Đi tiếng ủi. Cửi tố hấu. Mấy. Ồ, đi đang linh vào đây á? Ừ. Ồ. Chú ơi vừa chia sẻ cho Lực rằng là chuẩn bị làm nhà mới nhưng mà tiền của mình, gia đình mình vẫn chưa có đủ. Bảo là đi vay thêm nhưng mà chưa có vay được. Thành ra là chưa có làm nhà được cái cô bác. Bác bảo chiên là yêu lên, bảo mua về thứ từ tùng hờ. Để tụi é này đây. Con é này đây, để bày đây. Có phải thiếu. Hãy nào chú một tí. Được. À ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Lấy tiền đâu? Hả? Có lấy tiền không? Lấy cho bố đi mua áo nhá. Nhá. Nhá, lấy cho bố đi mua áo nhá. Nhá. Lấy cho bố đi mua áo nhá. Bảy nhá. Hả? Này. Ông bác. Hả? Đây có vẻ như là bé Mảy nhìn thấy tiền đấy các bác, cho nên là vẫn còn rất là ngại không không có dám cầm các bác ạ. À, này lên mi giáo rủ nước ngoài bày đi đang khèn đi nhé hơi tiếp thì tùng hơi để bày ra lưỡi đây đó. Vậy ở đây thì cháu Lực nhận được 1 triệu đồng là của cô bé, cô ở bên Mỹ, cô có gửi cho cháu Lực là 1 triệu, gửi tổng tất cả là 24.100.000 và trong đó thì đưa cho em Quân với lại bên A Hầu cô bác. A Hầu thì hiện tại là cháu Lực chưa có đi được và trao cái phần quà cho A Hầu. Em Quân thì nếu mà cô bác theo dõi được những thức phim trước thì cũng đã biết rằng là cháu Lực đã công bố cái khoản phần tiền quý của nhà Quân là còn bao nhiêu rồi. Đấy, bây giờ thì còn 1 triệu này thì cháu Lực sẽ gửi cho chú để cho chú đi mua quần áo. Này chiếu ở ba thứ đóng nuôi hừ. Có 7 không? Có 7 không?
mới hát khẩu chú cảm ơn cám bộ ảo không ra hả không ra ở đây á không ra hát khẩu nông nhỉ hát khẩu nông hát khẩu nông á có mất tàn đồ cú gió có tỏ tỏ chú áp thường nhỏ có tỏ tỏ nắng mà vừa rồi thì chú cũng đã gửi một lời cảm ơn tới bà. Giáo lực thì cũng biết nghe tiếng Mông nhiều nhưng mà chỉ biết nghe một chút thôi, nói thì không có nói được với cô bác. Bà chú nói là xin cảm ơn bà rất là nhiều. Cái số tiền này thì để cho chú mùa đông năm nay sẽ đi mua quần áo cho các bé ở trong nhà như bé Bảy này. Và lại thêm bé này là tên gì ấy chú? Chào chị Bông à? Là Bông à? Đây là Bông đúng không? Đúng không Bảy? Chị Bay à? Chị Bông à? Phải à? Bây giờ thì bỏ kẹo đây, chúng cầm xong khoanh tay cảm ơn bà nhé. Cảm ơn bà đã đưa tiền cho đi mua quần áo nhé. Con cảm ơn bà. Đã gửi tiền cho. Con. Để bố con. Đưa đi mua quần áo ấm. Con cảm ơn. Con chúc bà. Thật nhiều sức khỏe. Hai bé Mày thì một đứa bé mà rất là đáng yêu luôn. Biết nói không? Bây giờ nói cho chú nhá. Con cảm ơn bà nhá. Nhá, Bông. Bông ơi. Bông. Bé Bông thì có vẻ như là rất là ngại cô bác. Và khi đó thì bé còn không biết nói tiếng Kinh là nhiều. Như bé Mày thì là một đứa bé mà phải nói là tiếp thu rất là nhanh cô bác ạ. Khi mà đi học. Chú này được bé học tập chú tức quản ra. Chú này nhớ chư nế. Ồ, thế tư nổ. Chú này nhớ ế. Cái bé Bảy là đi học sớm hơn bé Bông. Bé Bông thì đi học muộn hơn cô bác. Bây giờ thì có vẻ nói là khá là lạnh cô bác. Lực với bạn Hiệu còn phải mặc thêm hai lớp áo khoác, mà chú ở nhà thì chỉ có mặc một lớp áo mỏng manh và nhìn là trông rất là mỏng cô bác ạ. Ui lạnh đấy nhờ, có lạnh không hả? Không lạnh á? Vẫn nói là không lạnh này. Hôm nay chú đi đâu làm gì không? Không làm gì đâu. Không làm gì à? Bây giờ đưa chú đi vào nhà thăm nhà một tí nhờ. Nhà đi làm dân thăm một dân vào. Đấy. Ôi ở đây ở đây ở đây này hả hả lục chai rồi chai đi rồi nên cũng chai rồi nghe về nọ cũng chai nghe ở bên kia thì có một bạn nhỏ đang ngủ nữa các bác. Có thể nói là nhà chú thì cũng không có khá giả gì cả, nhưng ngôi nhà này thì được bên nhà nước người ta tài trợ vào. Ở trong nhà thì có được nhìn thấy cũng chẳng có đồ gì đặc gì giá trị cả, ngoài những chiếc giường mà tự làm cả cô bác. Ở phía bên này là hai cô chú ngủ là mỗi người một giường, kèm theo đó là có cả con mình nữa. Có thể nói là cô thì ngủ với lại ba người, còn chú thì ngủ với lại bảy người. Lục chai tươi có căng rồi nổ còn chai cả thì đã đi làm rồi nó chứ khâu á. Ừ, chứ nó nè. Ồ, đây là nó rồi. Đúng khi tôi đi, tôi ở tay à. Tối nay lấy cái bùi, cha lẻ à. Ồ. Nhà chú đi có vẻ như là khá là nhiều ngô ấy. Ngô, ở trong nhà thì toàn là ngô với ngô đâu quá. Không phải nhìn thấy có một đồ vật gì giá trị cả. Có được nhìn thấy đồ vật giá trị nhất là cái nồi cơm điện. Nồi cơm điện hôm nọ cũng được là bác Trần Thị Tiên, bác có gửi tiền cho cháu Lực và nhờ cháu Lực mua nồi cơm điện trao tặng cho là 7 hộ đã ra giúp em đã ra giúp gia đình của em Sử trong lúc mà đang làm nền nữa. Có cùng chú đi về không hả? Hả cùng chú đi về không? Không đi á? Ở với bố mẹ à? Phải ở bố mẹ à? Phải. Hôm nay ăn cơm với gì ấy? Hả? Hôm nay ăn cơm với cái gì? Ăn cơm với rau gì? Có thịt không? Hả? Ở nhà có thịt không? Có thịt không? Không quá rồi.
Không có thịt đâu. Không có thịt đâu à? Thế ăn cơm với gì chú hôm nay? Ăn quên. Cơm với rau à? Rau ơi. Thế cô thì đi đâu rồi? Ừ. Cô đi đâu rồi? Cô á? Vâng. Đi... đi ra bên điểm trường kia à? Ừ. À là đi tổng kết cái gì đúng không? Ừ. À. Ăn đi ra thì chú bốc cho. Chú bốc rồi nhá. Dạ. Đấy. À, xin. Cháu xin. Rồi. Bông nhỉ? Bông thì có vẻ như là tóc không có lấy buộc, các bác phải lượm thuộc một chút. Đây. Ai thật tiết là ô phần lông bên hóp đen rất là dễ đúng không? Ừ, phải lông. Ông thì cũng bảo cháu Lực làm mưa như này thì liệu còn làm được nhà không ạ? Cháu Lực nói rằng là mưa như này thì không có làm được đâu, sợ là trộn vứa nó bị xây tường lên đấy, nó bị mưa nó dính vào, nên là cái chất chất liệu nó sẽ không có được tốt cho lắm các bác, cho nên là phải tắt, phải dừng lại cái khoản mà đang xây dựng đó, để bao giờ trời tạnh mưa một chút, nắng một chút thì sẽ mưa thôi. Hiện tại là vẫn chưa đến mùa đông cho lắm, cho nên là cũng chưa đến nỗi mà lạnh lắm đâu. Mấy nữa tầm đến mùa đông thì cô bác thực sự ra là trên vùng cao, nếu mà cô bác bắt gặp được các bạn nhỏ mà đang quá trình mà đi học mặc một cái áo rất là phồng phanh, rất là mỏng manh và có thể là còn là đi chân trần nữa. Đấy, bây giờ thì em Sử đang đánh bóng ở bên kia, có khi là cháu Lực sẽ ra bên kia là xem hỏi thăm em Sử một chút đấy. Ô là ăn cơm phải lộ. Bye bye mày nhá, chú đi về nhá. Nhá. Chủ nhật thì bảo bố là đưa đi mua quần áo nhá, đưa đi mua ấm nhá. Nhá, dạ đi. Dạ. Đó. Chủ nhật thì bảo bố đi mua quần áo ấm nhá. Nhá. Ba người thì chắc là có người được mỗi người là một bộ áo ấm rồi các bác. Đấy. Chào các ông bà đi, bye bye đi. Bye bye. Bỏ kẹo đấy, bỏ kẹo chú cấp. Bye bye ông bà đi. Con chào các ông bà. Quay tay. Con chào các ông bà. Rồi, bye bye ông bà đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye đi. Nào bông, bye bye đi. Ra đây chú bảo bye bye đi. Ra đây chú bảo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Làm cho mày làm đi. Mày cũng làm đi. Đây làm đi. Bông làm đi. Rồi, bye bye ông bà. Rồi, đây. Kẹo ai đây? Rồi. Làm thế nào nhỉ? Ồ. Đến đó, xong ăn thế thì tụng bác hả? Ừ. Làm theo chưa? Ừ. Bây giờ thì cũng đi về đúng không? Chú thì định là làm nhà ở bên này sao á? Con tên này nào? Ừ. Liêm đem đi mày ra. Ừ. Ồ. Đi theo tâm chỉ chiều như tôi hả này à? Đúng không? Đúng không chú á? Ừ. Ồ. Máy đi nào với máy à? Ừ, máy đi. Máy đi thăng lỏng các từ. Nguyên từ mức kinh phủ. Ồ. Thì mình kiếm định từ cái kim thả kinh ở đây. Ờ, thế là nhưng mà đợi tiền của ai? Ừ. Xá cho hả hay là như nào? Đấy, tập hướng định đi từ cái. Ờ, là đi mượn không được à? Ừ. Nhưng mà nếu mà mượn không được thì năm nay làm gì có tiền làm nhà? Ừ. Thế lại sang năm mới làm nhà? Ừ. Con cả đi làm rồi đấy nhờ? Ừ. Một tháng con gửi được về bao tiền? Hả? Một tháng con cả đi gửi được bao tiền về nhà? Con nữa? Ừ. Gửi được bao tiền? Mấy triệu? Triệu. Gửi được 9 triệu về à? Một tháng? Ờ, thế là đang đợi tiền con à? Ừ. Không chỉ không chỉ là đầu đi bán con lợn cái này đây kiếm tiền cho không đủ lăng nhà à là thì... à có nghĩa là không phải là con gửi về 9 triệu đâu, là bán con lợn này được 9 triệu đúng không? À, đúng. À con lợn 9 triệu thì nuôi được bao nhiêu năm? Ba năm. Ba năm thì được 9 triệu bác. À, gọi là mỗi năm là được 3 triệu. Là nuôi rất là lâu ấy, thì mới được con lợn là như vậy cả. Đấy, chú thì còn rất là may khi là mình có thêm một người con trai lớn nữa, mà đang đi làm thuê, chắc là tháng gửi được tầm độ 2-3 triệu rồi đấy cô bác, trừ tiền ăn tiền uống ra mọi cái. Đấy cái lán peo. Ừ. Ô tôi này cho tôi ăn xin sữa mà ra. Hả? Tôi này cho xin sữa mà ra. Ừ. À. À chú thì lập bằng cái tấm pro này cô bác này. Ừ.
Chỗ này là bao nhiêu tấm chú? Chỗ này hả? Vâng. Chỗ này 120 tấm à? Ừ. À là có nghĩa là bây giờ mình có bao nhiêu rồi thì mình mua về mình để dành đấy đúng không? Ừ. À là sợ là mình tiêu tiền đấy nhở? Ừ. Bán được lợn là mua được cái này luôn à? Ừ. À, thế thì tớ đi về nhá. Yeah. À, đến cuối tuần chủ nhật thì đưa mày bảy với bông đi mua quần áo nhá. Yeah. Ở đây là ba gửi cho để mua quần áo giết nhá. Yeah. À, chú này còn mặc quần áo rất là phong phanh này. Bé nào ơi. Chú thì phải nói với cô bác ạ. Do là còn ít đi học cho nên là ít hiểu biết về cái phần mà kế hoạch quán gia đình, thành ra là đẻ rất là nhiều người các bác. Khi mà đứa này còn chưa kịp cai sữa mà đã ra thêm một đứa nữa rồi. Ở đây thì cũng không thể trách được rằng là các bác đẻ rất là nhiều người, thành ra là không có nuôi được ấy. Mình không thể trách điều này không biết kế hoạch của quán gia đình đâu các bác. Đấy, bây giờ thì đã có rồi, chẳng lẽ là mình không muốn đẻ, như điều đấy thì không ai làm được cả các bác ạ. Ôi. Đủ gà không tí đậm nữa. Các anh thợ thì phải nói là trên này có những cái búng nước rất là to của bác ạ. Trên này có những cái búng nước rất là to nè các bác. Này ôi trời, cái này mà anh xuống một cái này. Ui rồi. Phải nói là trong cái quá trình mà mình thực hiện là xây nhà hay là làm cái gì đấy mà ảnh hưởng trực tiếp này là không có làm được nữa. Đến tối thì các anh thợ là vẫn lên trên này ngủ một người các bác nhá. Đến ban ngày thì các anh mới mưa quá thì các anh mới đi về nhà là làm những công việc ở nhà thôi. Đến tối thì các anh lại lên trong một điệu cho được. Phải nói là các anh thợ thì cũng rất là có trách nhiệm các bác ạ. Đây đấy thì các anh ngủ lại xong các anh sợ là mưa nên là các anh phải che lại. Hôm nọ biếu các anh thợ là một cân chè, có vẻ như là các anh thợ rất là muốn uống chè các bác. Thấy cũng thấy là gần hết rồi. Bây giờ thì chắc là đi ra bên kia xem em xử là đánh bóng một chút á. Hôm nay thì các thanh niên trong làng của xử các bác là làm đại hội gì ấy, cho nên là tổ chức đánh bóng với nhau. Đấy, mưa này thì ở nhà không có làm được việc gì ấy. Thế hiện tại thì cháu Đức vẫn còn ở đây xem hai xe cát nữa này. Ô không được rồi. Đánh xong rồi à chú? Không đánh nữa à? Không đánh nữa à? Không. Xe đây á, có chuyện á. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Bây giờ đi về luôn à? Vâng. Hôm nay đánh như nào rồi? Đường giải nào không? Có. Đường giải gì? Giải nhất ạ. Giải nhất à? Được bao tiền? Được 25.000 á? Là mỗi người là 25.000 đúng không? Đây là hôm nay là thôn người ta tổ chức à? Bây giờ đi về đi, thế đi về đi nhá. Cái đường thì đi rất là trơn được các bác này. Đấy,
này. Đến cái gì đây? À, cô rồi. Cô Lành à? Cô Lành à? Lành á? Đây là em trai của Vân đúng không? Ba đều. À, em trai của Vân này quá này. Đi ra đây chơi rất là lạnh, không có đeo nước ủng nào. Có ăn kẹo không? Ăn kẹo không? Có thang không? Hả? À? Vứt súng nha. Có thang không? Có thang không? Có thang không? Không ăn á? Thôi rồi, không ăn đi dạo. Cho em Vân này. Không phải đơn giản đâu, chỉ là mày hết. Ăn không? Ăn. Xin mà. Xin mà. Xin. Cái còn khá là ngại, cơm một trận rơi. Có ăn đâu thanh niên? Thế nào bảo không ăn? Tích à? Thế nào rồi bảo không ăn? Xin đi. Tao xin. Rồi nhưng mà không lạnh à? Đầu này có bác này. Mặt thì dính hết rồi, ra đây xem nào. Em trai Vân ra đây xem nào. Tên là gì? Cái gì? Tên là gì? Giang Xeo Bình à? Giang Xeo Bình à? À. Ôi, ướt hết quần rồi, như này lạnh lắm không? Ô. Đây, này nữa. Có thang không? Ăn à? Nhưng mà chơi có lạnh không? Lạnh á? Lạnh, chưa biết lạnh sao còn chơi nước nữa. Hả? À? Chân tay mặt mũi là đỏ hết da rồi các bác. Có được gì lên trên bảng thì hay mua kẹo đi theo này. Rồi. Xin. Cháu xin. Rồi, đi về đi, sao lạnh hết rồi. Ướt hết rồi. Bye bye đi. Bye bye đi. Bye bye kìa. Bye bye. Ôi, rơi rồi. Bye bye đi, Vân. Gì? Bye bye. Bye bye nào, chúng tôi kẹo, chúng tôi cho kẹo. À, bye bye. Bye bye. Rồi, đi. Lạnh lắm rồi, đi, kẹo rơi rồi. Rồi, đi về đi, lạnh lắm rồi. Đi về đi. Ôi, trong ngoài rất là tội của bác này. Các bạn nhỏ trên đầu vùng cao thì phải nói là tội luôn. Chú không đi ra kia nữa à? Có à? Ờ. Cái thức phim hôm nay chắc là chúng tôi cũng xin kết thúc ở đây rồi cô bác ạ. Hiện tại thì thời tiết mưa khá là dày đặc cho nên là không thể tiếp tục được cái quá trình mà xây dựng vật liệu của nhà ba con cháu nữa. Hôm nay thì cháu được cũng rất là vui được gửi hai cái phần quà tới cho nhà chú của em Hải với em Sử. Nó là chú của Hải với Sử thì gia đình cũng khó khăn nên là không có giúp đỡ được Hải với Sử là nhiều đâu, chỉ giúp đỡ được chút nào chút đấy thôi. Còn cái thức phim này thì cháu được cùng xin được kết thúc ở đây rồi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác anh chị.